Alo, anh đang làm gì vậy? Anh không làm gì cả. Anh ăn gì chưa? Anh ăn rồi. Em có chuyện muốn nói với anh á. Anh có Sao này? rảnh Sao này nói đi anh nghe. không? À thôi, không có gì hết. Tôi của em thì phải làm sao đây? Anh cứ đi tới lui trong tim của em là sao đây? Hôm nay là một ngày đẹp trời rất thích hợp để bày tỏ, nhưng lại cứ ngập ngừng rồi lại nghĩ đến chuyện phải từ bỏ. Ôi thôi thôi không được rồi, lỡ thích rồi thì phải nói, thà một lần bị từ chối còn hơn là ân hận cả đời. Em không thể biết cảm xúc anh như thế nào, em không thể biết trong đầu anh suy nghĩ ra sao, em không thể biết gu của anh cao như thế nào. Em chỉ cần biết là anh đã làm tim em xuyến sao. Anh nói là để em nói nhỏ, em chỉ nói ba từ thôi, I love you. Trái tim em đã hướng về anh ngay từ lần đầu mới gặp. Em chỉ mong hai ta sau này sẽ trở thành một cặp. Nghe nói anh chỉ thích những cô gái kiêu sa. Sorry baby, những cô gái đó toàn là ba hoa. Em lại chẳng biết kêu, nhưng chỉ biết cách thấu hiểu. Và em cũng lại là cô bé rất là so cute. Muốn nói